Năm vừa qua, thị trường hàng không Việt Nam được đánh giá là phục hồi nhanh hàng đầu thế giới. Thế nhưng báo cáo kinh doanh của những ông lớn hàng không lại chỉ ra rằng càng bay càng lỗ. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các sân bay lớn trong nước đều đón lượng khách kỷ lục. Chỉ tính riêng sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 3 triệu lượt khách, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2019. Giá vé máy bay theo đó cũng nhảy múa liên tục. Tình trạng nghẽn mạng đặt vé trực tuyến, hết vé đã xảy ra trong dịp Tết. Bất chấp thực tế khách đi lại đông đúc, các hãng hàng không lại báo cáo lỗ. Báo cáo tài chính quý tư năm 2022 của Vietnam Airlines cho thấy, hãng đạt doanh thu hợp nhất gần 71.000 tỷ đồng, trong đó thu từ hoạt động vận tải là 51.464 tỷ đồng. Con số này lớn hơn hai năm 2020 và 2021 cộng lại, tương đương 70% mức trước dịch COVID-19. Nhưng Vietnam Airlines vẫn báo lỗ hơn 10.000 tỷ đồng và lũy kế đến hết năm 2022 lỗ trên 34.000 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu của hãng bị âm hơn 10.000 tỷ đồng, nợ phải trả hơn 70.777 tỷ đồng. Tương tự, năm 2022 được xem là năm hồi phục mạnh mẽ của ngành hàng không Vietjet. Theo đó, hãng đã vận chuyển 20,5 triệu lượt khách với 116.000 chuyến bay, trong đó vận tải hành khách nội địa tăng trưởng 20% so với năm 2019. Chuyên vận tải hành khách quốc tế tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi mở hơn 20 đường bay mới trong năm 2022, tập trung chủ yếu vào thị trường Ấn Độ, kết nối các trung tâm kinh tế du lịch gồm New Delhi, Mumbai, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Vietjet khai thác tổng cộng 103 đường bay. Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất kết quả kinh doanh cả năm 2022 của Vietjet cho thấy lỗ gộp 2.166 tỷ đồng, nợ phải trả trên 55.509 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các hãng hàng không Bamboo Airways và Vietravel Airlines cũng không khá hơn khi chưa thể bù đắp được tổng chi phí hoạt động. Giải thích của các hãng hàng không cho thấy, đầu tiên là đại dịch COVID-19 đã làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc ngưng bay kéo dài nhưng các hãng hàng không buộc phải duy trì bộ máy. Tiếp theo là do xảy ra xung đột trên thế giới, dẫn đến giá nhiên liệu tăng đột biến, lãi suất tăng cao. Chẳng hạn đối với giá nhiên liệu bay, năm 2021 chỉ khoảng 72 đô la Mỹ một thùng, nhưng giữa năm 2022 lên khoảng 130 đô la Mỹ một thùng. Giá xăng Jet A1 có thời điểm tới hơn 160 đô la Mỹ một thùng. Bên cạnh đó là tác động của tỷ giá đô la Mỹ. Đại diện Vietnam Airlines dẫn chứng phần lớn hợp đồng thuê bay đều được trả bằng đô la Mỹ, trong khi các đồng tiền bản địa ở các quốc gia có đường bay đến của hãng như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu bị mất giá mạnh. Nhằm tìm giải pháp vượt khó, đại diện Vietnam Airlines cho biết đã trình các cấp có thẩm quyền đề án tái cơ cấu tổng công ty giai đoạn 2021-2025, trong đó đề xuất thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu. Chẳng hạn như tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu. Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Tổng Giám đốc Vietjet cũng thông tin, Vietjet đã mua mới một máy bay A321neo từ Airbus và hai máy bay A321 từ các đối tác cho thuê máy bay để phục vụ hành khách tốt hơn. Đặc biệt, trong năm 2023, Vietjet đã đặt mục tiêu tăng trưởng cao về doanh thu nhờ vào việc mở cửa của thị trường Trung Quốc và đẩy mạnh khai thác các thị trường quốc tế tiềm năng gồm Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia. Dưới góc nhìn du lịch, ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Vinatrip Travel, các quốc gia trên thế giới đang có sự kết hợp chặt chẽ giữa hàng không và du lịch. Sau khi thế giới mở cửa toàn bộ, ngành du lịch được kỳ vọng bùng nổ sẽ là cơ hội cho ngành hàng không phục hồi. Dẫn chứng từ Thái Lan, ông Trần Thanh Vũ cho hay, chính phủ nước này đã phê chuẩn mục tiêu doanh thu khoảng 65 tỷ đô la Mỹ của Tổng cục Du lịch và các chiến lược cho năm 2023 nhằm hồi sinh ngành du lịch. Các hãng hàng không Thái Lan cũng không đứng ngoài cuộc mà đẩy mạnh kết nối, đưa khách từ các nước trong khu vực và trên thế giới đến với Thái Lan cùng nhiều chính sách ưu đãi cho các đoàn khách lớn. Nhờ vậy đã tạo ra giá tour cạnh tranh, thu hút du khách nhiều hơn, ngành hàng không cùng được hưởng lợi. Cùng quan điểm, nhiều doanh nghiệp dịch vụ hàng không ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tất bật xếp lịch làm việc với các hãng hàng không Trung Quốc để tìm kiếm đối tác, xúc tiến hoạt động đi lại du lịch giữa hai quốc gia. Dự tính từ tháng 3 năm 2023 trở đi, các chuyến bay 2 chiều đi và đến giữa Việt Nam Trung Quốc sẽ nhộn nhịp hơn. Trong đó, Vietnam Airlines dự kiến nối lại 5 đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ tháng 3 và tháng 4, gồm Hà Nội Bắc Kinh với tần suất 3 chuyến bay một tuần, tăng tần suất các chuyến bay kết nối Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh với Quảng Châu và Thượng Hải. Mỗi đường bay sẽ được Vietnam Airlines khai thác 4 chuyến bay một tuần.